lạp về đêm đây, đường phố y chang đi Phú Quốc vậy ạ. Gặp chị nghe, gặp gia đình sống ở bên Đức. Bây giờ là 10 giờ tối đây, đi chơi Phú Quốc luôn. À không không, con đưa đi, con đưa cho ba đi. Thank you.
ta đẩy nó vô. À không, không ra được thì có người rút. Sao rồi, đau hả? Chắc không sao đâu hả? Hy Lạp. Nhớ Việt Nam quá.